Thưa quý vị, liên quan đến vụ nữ nhân viên Samsung Thái Nguyên bị đồn lây nhiễm HIV cho 16 người, trên các nền tảng mạng xã hội gần đây, bất ngờ xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo chung tên và thông tin với nữ nhân viên này gây hoang mang dư luận. Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc nữ nhân viên Samsung nhiễm HIV lây cho nhiều người, được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sự thật nhanh chóng được Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận đây là tin giả, thông tin sai sự thật. Cơ quan công an cũng đã xác định được người phụ nữ tên Nguyễn Thị Nờ sinh năm 1986, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh thông tin khiếm nhã không đúng sự thật về việc nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông, có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm. Người vi phạm này bị các cơ quan chuyên môn công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân. Trước việc xử lý quyết liệt các hành vi thông tin sai sự thật trên không gian mạng của Công an tỉnh Thái Nguyên vừa qua, nhiều fanpage trên mạng xã hội Facebook đã xóa dấu vết thông tin vụ việc này khỏi hệ thống để tránh bị xử phạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số fanpage câu lưu thông tin không chính xác này nhằm thu hút tương tác, không những vậy, lợi dụng sự việc này, hàng chục người sử dụng mạng Facebook, TikTok đã nhanh chóng thay đổi tên họ và tạo lập giấy khai sinh mới cho đứa con tinh thần trên không gian ảo. Với tên Cao Thùy Dương, trùng với tên trên mạng xã hội của nữ nạn nhân Samsung, được biết người sử dụng mạng xã hội TikTok có tên Cao Thùy Dương. Có không dưới 20 tài khoản, các tài khoản này phần lớn được tạo lập mới sau vụ việc nữ nhân viên Samsung nhiễm HIV lây cho nhiều người. Được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hôm 26 tháng 7, Thậm chí một số tài khoản khác đã chuyển trạng thái sang bình mới, các dữ liệu của tài khoản cũ vẫn còn. Vì vậy, nếu muốn biết được tài khoản Cao Thùy Dương có phải chính chủ hay không, chỉ còn một cách duy nhất là check lại ID trên tài khoản đó. Tuy nhiên, chính điều này khiến khổ chủ càng thêm hoang mang lo lắng vì những hình ảnh video đã được những người lạ mặt lấy lại rồi đăng tải trên một tài khoản mới không thuộc quyền sở hữu. Chị Dương bày tỏ lo ngại việc kẻ gian sử dụng hình ảnh vào mục đích xấu sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của mình nữ nạn nhân bày tỏ lo lắng, tôi tên thật là Cao Thị Dương. Tên sử dụng trên mạng xã hội Facebook và TikTok là Cao Thùy Dương. Từ trước đến nay tôi chỉ sử dụng duy nhất tên này, giờ tên giống nhau, người ta lấy hình ảnh, video của mình, rồi đăng lên kênh mới không thuộc sở hữu của mình, làm sao có thể không yên tâm được. Lỡ những cái gian sử dụng vào mục đích xấu mình kiểm soát sao được. Hiện có nhiều người trùng tên quá, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Người chơi TikTok chỉ nhìn thấy tên Cao Thủy Dương, chứ có để ý đâu là tài khoản chính chủ. Ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại hệ thống đăng kiểm Việt Nam. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Hội đồng xét xử tập trung làm rõ các hành vi vi phạm trong nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm 5050V, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm này có hai chi nhánh là An Phú Đông và chi nhánh Hồng Hà. Theo hồ sơ bị cáo Nguyễn Đình Quân là cựu giám đốc trung tâm 5005V Nguyễn Đình Quân đưa ra chủ trương nhận hối lộ và thực hiện ăn chia tại các bộ phận để thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Đình Quân bị xét xử về tội nhận hối lộ đối với toàn bộ số tiền gần 38 tỷ đồng. Số tiền nhận được Quân đưa hối lộ hàng tháng cho bị cáo Trần Kỳ Hình, tổng số tiền 1,44 tỷ đồng. Khi bị cáo Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam thì số tiền Nguyễn Đình Quân đưa hối lộ hàng tháng cho tân cục trưởng Hà không thay đổi. Nguyễn Đình Quân biết tân cục trưởng Đặng Việt Hà có chủ trương các trung tâm đăng kiểm khối V phải chung chi tiền hàng tháng theo quy định, nhưng do sắp về hưu nên quân chỉ đưa theo số tiền hàng tháng nhận hối lộ được và đưa cho Đặng Việt Hà tổng số tiền 185 triệu đồng, Nguyễn Đình Quân đã nộp khắc phục 302 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đình Quân thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên số tiền chịu trách nhiệm, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Khi trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Đình Quân cho biết có nhận chung chi của chủ phương tiện, nhưng bị cáo không đặt ra chủ trương cũng như không có chỉ đạo gì trong việc thực hiện nhận hối lộ và ăn chia. Theo bị cáo, thì việc chung chi đã trở thành thông lệ từ trước. Tại phiên tòa, 254 bị cáo bị xét xử với 11 tội danh, trong đó có hai cựu cục trưởng, Cục Đăng kiểm Việt Nam là bị cáo Đặng Việt Hà bị xét xử về tội nhận hối lộ, bị cáo Trần Kỳ Hình bị xét xử hai tội danh nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ xe bán tải va chạm với tàu hỏa ở Đồng Nai, ngày 29 tháng 7, cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai nạn nhân tử vong là anh LMT, sinh năm 2001, nhân viên thu gom rác, ngụ tỉnh Bình Dương và em NVN, sinh năm 2011, ngụ thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, tàu hỏa SNT-5 do lái tàu DHH sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đi tới vị trí đường ngang km 1696 cộng 458 giao cắt với đường Phạm Văn Thuận thì va chạm với xe bán tải biển số 60C 59705 do ông VVK sinh năm 1975, ngụ thành phố Biên Hòa, điều khiển đi từ đường hẻm không có rào chắn, thuộc phường Tân Tiến, cặp theo đường dây. Trên xe bán tải lúc này có 4 người gồm ông VVK, chị MPP sinh năm 1982, em NVN sinh năm 2011 và bà NTU sinh năm 1969. Do cú tông mạnh từ tàu hỏa nên xe bán tải văng vào xe rác ngay trước vị trí cổng trào hẻm. 1613 và 1615, khu phố 3, phường Thống Nhất. Hậu quả khiến LMT sinh năm 2001, nhân viên thu gom rác và MNVN tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trên xe bán tải được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, tàu hỏa phải dừng để phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc xe tải gây tai nạn được lực lượng chức năng di rời khỏi hiện trường. Ngày 28 tháng 7, một lãnh đạo trường chính trị tỉnh Đắk Lắc thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà NTH 40 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Bà Hát là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của nhà trường. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng chức năng, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Hát. Trước đó, Báo Lao động từng thông tin vào năm 2023, Sở Tài chính Đắk Lắc có kết luận kiểm tra, chỉ ra 18 nội dung sai phạm. Trong công tác tài chính giai đoạn năm 2017 đến năm 2021 tại trường chính trị, trong giai đoạn 5 năm nói trên, trường chính trị tỉnh Đắk Lắc có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản, tiền mặt và tiền gửi kho bạc hơn 1 tỷ đồng. Các năm 2017 và 2022, trường xây dựng dự toán không chính xác dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương cho trường hơn 300 triệu đồng. Từ năm 2017 đến năm 2022, các khoản nhà trường phải tiếp tục thu là hơn 4 tỷ đồng, trong đó nguồn thu học phí và dịch vụ hơn 3 tỷ đồng, nguồn quản lý phí hơn 907 triệu đồng. Theo Sở Tài chính Đắk Lắc nhận định, các sai phạm nêu trên là trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường và các bộ phận chuyên môn liên quan và người đứng đầu đơn vị. Do đó, Sở Tài chính kiến nghị trường chính trị tỉnh Đắk Lắc khắc phục, thu hồi hơn 5 tỷ đồng, trong đó phải triệt để thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng, có dấu hiệu thất thoát ngân sách. Ngoài ra còn có khoản thu học phí, quản lý số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã phối hợp cùng đơn vị chức năng tổ chức thực nghiệm điều tra hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng trên địa bàn. Được biết, lợi dụng vắng người trông coi tại các công trình dự án, các đối tượng đã lẻn vào để thực hiện trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 5, Lê Linh Em, sinh năm 2002, tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Nghệ An, đi từ thị trấn Long Hải về xã An Ngãi, huyện Long Điền, để gặp chủ thầu xây dựng lấy tiền công. Khi đến công trình thi công hệ thống cống thoát nước thì thấy chủ thầu đang ngồi nhậu cùng một số người ở trong tròi. Thấy vậy, em và Quỳnh dựng xe ở ngoài đường rồi đi lèn vào khu vực công trình để trộm cắp sắt, lấy đi 12 thanh sắt phi 14 dài 80 cm, hai thanh sắt hộp vuông 5 x 5 dài 2,4 m và 2,2 m. Lúc này những người trong công trình phát hiện và truy đuổi, bắt được hai đối tượng cùng tăng vật trình báo cơ quan công an đến giải quyết. Quá trình làm việc, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh đối tượng Lê Linh Em có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong vào tháng 1 năm 2024 và chưa được xóa án tích. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng vừa tham gia thử nghiệm điều tra hiện trường vụ trộm cắp dây cắp điện tại khu dự án hạ tầng kỹ thuật, khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, phường 12 thành phố Vũng Tàu với nghi phạm là Phan Văn Sang sinh năm 1988 đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Làm việc tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị nghiện và thất nghiệp nên không có tiền tiêu xài. Khi đi câu cá phát hiện, một trụ điện chiếu sáng bị mở nắp sẵn, chưa đóng điện và không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp dây cáp. Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7, đối tượng điều khiển xe máy chở xà beng và các dụng cụ như búa, kiềm, đục, đèn pin để thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên khi sang mới đục gạch và cắt được một đầu dây cáp tại trụ đèn chiếu sáng số 13 của công trình thì bị công nhân bắt quả tang. Sang còn khai nhận trước đó từng thực hiện 3 vụ trộm cắp tương tự. Tang vật được cơ quan điều tra khám xét thu giữ trong nhà đối tượng, tổng giá trị thiệt hại theo kê khai hơn 39 triệu đồng. Chiều 28 tháng 7, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã yêu cầu công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh xác minh danh tính người thanh niên chạy xe máy lạng lách nguy hiểm trên quốc lộ 1A và xử lý nghiêm. Trước đó, sáng 28 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip dài khoảng 46 giây, hình ảnh một thanh niên điều khiển xe máy biển số 86AL02548 chạy trên quốc lộ 1A lạng lách lấn qua làn đường ô tô. Thanh niên này liên tục điều khiển xe bằng một tay, duỗi chân ra phía sau và thả cả hai tay. Sự việc được một xe khách chạy phía sau quay lại toàn bộ. Địa điểm thanh niên trên điều khiển xe máy lạng lách nguy hiểm được cho là xảy ra tại cầu Phú Long thuộc thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc vào trưa ngày 27 tháng 7. Nhiều người cũng cho biết vào sáng ngày 27 tháng 7 đã bắt gặp thanh niên này nằm dài trên yên xe điều khiển xe máy lạng lách bằng một tay tại dốc lầu Ông Hoàng, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng cần xử lý nghiêm khắc bởi hành vi trên vừa nguy hiểm đến tính mạng người điều khiển xe máy, vừa mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến người và phương tiện đang tham gia giao thông. Ngày 28 tháng 7, phiên xét xử 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC. Tiếp tục với phần tranh tụng giữa luật sư bào chữa và viện kiểm sát. Nếu quan điểm luận tội, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 24 đến 26 năm tù trong trịnh văn quyết. Cơ quan tố tổ tụng cáo buộc ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp, hợp thức hóa hồ sơ để niêm yết cổ phiếu, mượn chứng minh thư của nhiều người để mở các tài khoản chứng khoán, thực hiện giao dịch nhằm thu lợi bất chính hơn 4.300 tỷ đồng. Tham gia bào chữa cho ông Quyết, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại số người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư cũng đề nghị tạo điều kiện cho thân chủ được giao dịch số tài sản khoảng 5 tỷ đồng đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả hai em gái ruột của ông Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, đã bị đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS, bị đề nghị từ 10 đến 12 năm tù. Hai bị cáo này bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan tố tụng đánh giá Nga và Huế phạm tội với vai trò giúp sức cho anh trai chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2017 đến năm 2022, quyết chỉ đạo hai em gái Huế và Nga cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng, lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu AMG, HAI, GAB, FLC, ART. Theo chỉ đạo các em của quyết và nhiều thuộc cấp đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch, đặt lệnh mua bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, điển hình như mã HAI đẩy giá từ 3.700 đồng một cổ phiếu lên tới 22.500 đồng một cổ phiếu trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng. mà cổ phiếu FLC được thổi từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng một cổ phiếu, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, trừ chi phí, các đối tượng thu lợi hơn 600 tỷ đồng. Viện kiểm sát còn xác định, quyết trong giai đoạn 2014-2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống của công ty FLC Faros từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần, khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, quyết chỉ đạo bán chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Chiều 28 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra khám phá, bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng. Gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số người dân trên địa bàn tỉnh, sau khi mua xe ô tô tại hãng được một thời gian thì có đối tượng gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô và thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế, sau đó tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục. Những người này sau đó đã tin tưởng và giao xe ô tô, giấy tờ cho đối tượng, được một thời gian khi người dân muốn lấy lại xe ô tô thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân rất bức xúc. Đồng thời cũng tại thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc cầm cố tài sản là ô tô không đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An xác định đối tượng liên quan là Trần Thị Hát, sinh năm 1997, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh và làm rõ. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị Hát đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà Hát tư vấn, sau đó đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho Hát. Khi lấy được tài sản của khách hàng Trần Thị Hát đã đưa đi cầm cố, ngoài ra Hát còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, thuê xe ô tô, sau khi thuê được xe thì Hát đưa xe ô tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị Hát đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay, vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng. Qua sự việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ cả tin với những thông tin khuyến mãi mà chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện những trường hợp cầm cố tài sản không đúng quy định, thì kịp thời trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Hiện nay, những ai đang là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết. Ngày 28 tháng 7, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum ghi nhận liên tiếp 13 trận động đất xảy ra. Trong đó, trận động đất lớn nhất là 5 độ đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Tối 28 tháng 7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sống Thần, Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi thông báo có 13 trận động đất xảy ra trong ngày 28 tháng 7 tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận, có độ lớn 5.0 xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây, tọa độ 14.827 độ phía Bắc, 108.245 độ kinh đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km đồng đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, 12 trọng đồng đất còn lại cũng xảy ra tại huyện Con Plong với độ lớn từ 2.5 đến 4.1. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, Trung tâm Báo tin Đồng đất và Cảnh báo Sống thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận đồng đất này. Trước các trận động đất liên tiếp xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Con Plong chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc và các xã thị trấn trên địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ứng phó khắc phục khi thiệt hại xảy ra. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã động viên người dân ổn định tư tưởng sau các trận động đất xảy ra. Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ thiệt hại về cơ sở vật chất và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời. Trưa 28 tháng 7 đã ghi nhận trận động đất thứ tư có độ lớn 5.0 xảy ra tại huyện Con Plong, Trần đông đất trên khiến nhiều điểm trường, trụ sở y tế, tài sản của người dân bị hư hỏng, rạn nứt. Trần đông đất trên cũng khiến người dân, vùng tâm chấn và các tỉnh, thành phố ở miền Trung Tây Nguyên cảm nhận được rung lắc mạnh. Chiều ngày 28 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết trong tổng số 48 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Phan Thiết hiện đã xuất viện 43 người, 5 người tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện An Phước. Trước đó, đoàn khách của công ty Hòn Gai Tour gồm 182 người có chuyến du lịch và lưu trú tại resort Stirling Bay, Mũi Né, thành phố Phan Thiết từ trưa 26 tháng 7 đến trưa 28 tháng 7. Trong chuyến đi, đoàn ăn bữa tối ngày 26 tháng 7 tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng, bữa sáng và trưa ngày 27 tháng 7, đoàn ăn tại resort Stirling Bay, Mũi Né. Và lúc 15 giờ 5 phút, ngày 27 tháng 7, Bệnh viện An Phước tiếp nhận ca đầu tiên là khách của công ty Hòn Gai Tour với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần và nôn ói. Sau đó có nhiều ca nhập viện với các triệu chứng tương tự. Và ca nhập viện cuối cùng vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, nâng tổng số người nhập viện là 48 người. Theo báo cáo của bệnh viện, một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nhẹ sau khi điều trị đã xuất viện. Đến 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 đã có 43 người xuất viện với sức khỏe ổn định, còn 5 người đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện An Phước. Sở Y tế Bình Thuận đã tổ chức 3 đoàn làm việc để điều tra, xử lý vụ việc trên bao gồm một đoàn điều tra các ca nghi ngộ độc nằm tại bệnh viện An Phước, một đoàn điều tra lấy mẫu thức ăn lưu và một đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm để làm việc tại các cơ sở có liên quan. Cụ thể đoàn điều tra lấy mẫu đã tiến hành làm việc tại Resort Shelling Bay mũi Né và thu thập tổng cộng 26 mẫu thức ăn lưu của bữa ăn sáng buffet và bữa ăn trưa ngày 27 tháng 7 tại đây để kiểm nghiệm, đánh giá các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đoàn điều tra lấy mẫu cũng đã tiến hành làm việc tại nhà hàng cánh buồm vàng và ghi nhận không còn mẫu lưu của bữa ăn chiều lúc 18 giờ 30 ngày 26 tháng 7 tại nhà hàng này do công ty đã hủy mẫu lưu từ lúc 18 giờ 30 ngày 27 tháng 7. Việc hủy mẫu này là đúng quy định do quá 24 giờ lưu mẫu. Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm do thanh tra Sở Y tế chủ trì cũng đã tiến hành làm việc tại hai đơn vị trên để thanh tra kiểm tra về các điều kiện an toàn thực phẩm. Trước dự báo đợt mưa lớn sắp chút xuống trong những ngày tới, chính quyền và người dân ở thành phố Sơn La đang dồn sức chống ngập. Một trong những giải pháp địa phương triển khai ngay lúc này là vận động người dân, huy động các lực lượng chức năng tháo rỡ các công trình lấn chiếm hệ thống thoát lũ, khơi thông dòng chảy, quyết tâm chống ngập cho thành phố. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 7, các lực lượng chức năng phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã tập trung tại đường Chu Văn Thịnh, khu vực tổ 2 để tháo rỡ hai công trình làm nhà trên mương thoát nước, khiến cho nhiều năm qua cứ mưa to là cả khu phố này ngập sâu trong nước như trận lũ cách đây 3 ngày. Rất nhiều hàng hóa của các hộ kinh doanh như đồ gỗ, đồ điện tử, quần áo, chăn đệm bị ngập nước thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trực tiếp có mặt chỉ đạo việc tháo rỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu cho biết, được sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, đồng thời nhận biết về hành vi sai phạm của mình khi đã xây dựng công trình nhà ở hàng quán trên đất công, cụ thể là hệ thống cống thoát nước, các hộ gia đình đều đồng thuận hợp tác thực hiện tại khu vực tổ 9 phường Quyết Tâm, đoạn cổng trung tâm thương mại DNT trên đường Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, nơi có hệ thống cống thoát nước lớn nhất trên địa bàn. Các lực lượng cũng đang tích cực nạo vét để khơi thông dòng chảy. Anh Lò Văn Minh ở bản Bó Ẩn, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, người trực tiếp tham gia nạo vét cống nước ở đây cho biết, hệ thống cống ở đây có 6 cửa nhưng toàn bộ 6 cửa đều bị lấp bởi rác rưởi, trong đó nhiều đồ đạc có khối lượng lớn như là cả chiếc đệm kích thước rộng. Nhiều gốc cây to đến cả người ôm hay là những máy quay nướng vịt, lượng rác lớn khiến cho anh cùng 7 lao động khác làm liên tục từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều mới thông được 3 cửa cống. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quyết Tâm thành phố Sơn La cho biết, cùng với việc nạo vét khơi thông cống rãnh lòng suối để đảm bảo thoát lũ nhanh nhất, chính quyền địa phương đang tập trung hướng dẫn nhân dân chủ động triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với đợt mưa lũ lớn sắp tới. Ủy ban nhân dân phường sẽ ra soát tất cả các điểm có dòng suối chảy qua và tuyên truyền cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác thải bừa bãi xuống thẳng hệ thống canh mương làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Thứ hai là không lấn chiếm các dòng chảy, đặc biệt là mặt thoáng của các dòng suối để đảm bảo dòng chảy, tránh tình trạng khi mưa lũ xảy ra thì ùn tắc gây ngập lụt. Việc chính quyền thành phố Sơn La vào cuộc kiên quyết xử lý các điểm lấn dòng chảy, hành lang thoát lũ nhận được sự đồng tình rất lớn của nhân dân. Với rất nhiều giải pháp đồng bộ, người dân hy vọng sẽ giảm được tình trạng ngập úng, giảm thiệt hại cho mỗi gia đình trong mùa mưa lũ, đặc biệt là đợt mưa lớn được dự báo từ 28 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng vừa cơ bản thống nhất phương án mở cửa đón khách tham quan di tích Hải Vân Quan. Dự kiến ngày mùng 1 tháng 8, di tích Hải Vân Quan sẽ bắt đầu đón khách tham quan và miễn phí cho người dân du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dù hoàn thành việc tu bổ, sẵn sàng đón khách tham quan nhưng di tích Hải Vân Quan hiện gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành phục vụ du lịch. Di tích vẫn còn thiếu hạ tầng du lịch như bãi đỗ xe, điểm bán vé, nơi làm việc của hướng dẫn viên và bảo vệ. Ngoài ra do nằm ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Di tích ở vị trí hiểm trở, sóng điện thoại internet còn hạn chế, nhân lực mỏng khó khăn cho việc quản lý. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết, trước mắt giai đoạn đầu chưa có phương án giá vé, nên tạm thời miễn phí cho du khách và tham quan. Từ mùng 1 tháng 8 bắt đầu miễn phí dự kiến đến đầu năm 2025, phương án thu vé phải được hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thông qua. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đang thuê 6 hợp đồng lao động để tạm thời gìn giữ, bảo quản, phục vụ khách. Trước đó ngày 19 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, tổng mức đầu tư dự án hơn 42 tỷ đồng từ nguồn nhân sách thành phố Đà Nẵng 50% và ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 50%, thời gian thực hiện dự án trong 2 năm. Được biết, di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826 là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, ngay danh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2017. Ngày 28 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023 các cá nhân, tập thể, đại diện gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tại buổi lễ 303 tập thể cá nhân, đại diện gia đình được nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, giấy khen của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023. Tại lễ tôn vinh, bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cho biết, trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và người dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng, nhiều mô hình hiến máu hiệu quả tại các địa phương như gia đình hiến máu, ngân hàng máu sống, câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã được xây dựng và hoạt động đạt kết quả cao, mỗi năm thành phố đã tiếp nhận được hàng chục nghìn đơn vị máu, trong đó có hàng ngàn người hiến máu nhắc lại, có các cá nhân, gia đình hiến máu hơn 90 lần, đặc biệt ngày càng có nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu và vận động được nhiều người khác cùng tham gia hiến máu, nhờ vậy các cơ sở y tế đã kịp thời cung cấp lượng máu cần trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng số đơn vị máu tiếp nhận 35.989 đơn vị máu, đạt 133,2 kế hoạch năm. Hiến máu nhắc lại đạt 55%, hiến máu thể tích 350 ml đạt 56% tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 2,99%. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo hiến máu thành phố đã ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai các chiến dịch Truyền thông vận động hiến máu tình nguyện như Lễ hội Xuân Hồng 2023, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, hành trình đỏ 2023, ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, phù hợp với từng địa phương, tiếp tục thí điểm tổ chức tiếp nhận máu cấp phường, xã nhằm đưa phong trào hiến máu tình nguyện tiếp cận gần hơn mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương và tạo điều kiện cho người dân tham gia tích cực hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, mới đây một blogger chuyên về trải nghiệm và du lịch Hàn Quốc Un Jeong vừa có chuyến thăm Hà Nội, cô chia sẻ trên trang cá nhân những điểm đến thú vị ở thủ đô của Việt Nam, trong đó có văn miếu quốc tử giám. Đây là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng vào năm 1070. Un Jeong chia sẻ trên trang blog của mình rằng, cũng giống như người Hàn hay mặc Hàn Búc khi đến thăm các cung điện ở Hàn Quốc, rất nhiều người dân mặc áo dài truyền thống ở đây rất nổi bật. Không biết là họ chụp ảnh hay làm gì, nhưng trang phục này trông thật đẹp trong một khung cảnh cổ kính. Nữ du khách tiếc nuối vì không biết đến dịch vụ thuyết minh tại điểm, không thể hiểu chi tiết về ý nghĩa từng khu vực. Un Jeong chỉ đọc thông tin qua các bảng hướng dẫn. Un Jeong chia sẻ rằng những tấm bia rùa bằng đá đã thực sự thu hút cô. Cô cho biết cô nghe nói người Việt Nam quan tâm đến bia rùa nhất trong văn miếu. Những tấm bia ghi lại tên, tuổi, thành tích của các tiến sĩ có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi được tổ chức 3 năm một lần kể từ thời nhà Lý. Cô chia sẻ thêm rằng, người dân cũng tin rằng chạm vào đầu rùa thì sẽ có kết quả tốt trong các kỳ thi. Người dân Đông Nam Á dường như cũng tin vào tâm linh. Trước kỳ thi giống như người Hàn Quốc, dù vậy, hiện tại khách du lịch không được phép chạm tay vào bia tiến sĩ, đầu rùa đá tại văn miếu quốc tử giám để bảo tồn di tích. Ôn Trê ông cũng vào trong khu đền thờ khổng tử, người sáng lập học phái nhỏ giáo. Ngay phía trước bàn thờ, có hai tượng đồng hạc đứng trên lưng rùa nhẫn bóng một bên vì người dân sờ để lấy may hoặc cầu an nữ blogger cũng làm theo người dân địa phương. Cô kể lại, mình vừa cầu may, vừa sờ vào tượng đồng, mong sớm thực hiện được mọi ước nguyện. Thực tế, hệ thống thi cử của Hàn Quốc trước đây cũng có vài nét tương đồng với Việt Nam. Người xưa quan niệm, muốn thành danh thì phải thi, trở thành trạng nguyên, mở ra con đường đỗ đạt làm quan. Người Hàn Quốc cũng có hệ thống giáo dục, thì cử kéo dài hàng trăm năm, mang đậm tính nho giáo, kỳ thi đại học khốc liệt của hiện tại, là minh chứng cho tinh thần hiếu học của người dân xứ sở Kim Chi. Phụ huynh và học sinh cũng đến chùa cúng bái, cầu nguyện cho các sĩ tử đạt kết quả tốt. Với chủ đề tự hào dân tộc Việt Nam, trại hè thanh thiếu niên, kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17, có sự tham gia của 51 trại sinh đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trại hè năm 2024 do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đây là cơ hội để mỗi trại sinh trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau về văn hóa, phong tục, tộc quán người Việt, đậm đà bản sắc dân tộc về những trải nghiệm thực tế trong suốt chặng đường 7 ngày 6 đêm đồng hành cùng bạn bè người Việt trên khắp thế giới. Đó chính là lòng tự hào về truyền thống anh dũng, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, về sự hùng vĩ tươi đẹp của quê hương đất nước hay sự hiền hòa nồng hậu chân tình của con người Việt Nam, để từ đó mong muốn được trở về góp phần xây dựng đất nước. Những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7, các trại sinh đã có những hoạt động cùng mặt niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dân hương dân hoa, dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi. Hoạt động nổi bật tại đây là trại sinh có một ngày tham gia hoạt động tình nguyện cùng với thanh thiếu niên tại huyện Củ Chi thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2024. Các bạn trẻ cũng về thăm mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện và nghe kể chuyện lịch sử về thời kỳ oanh liệt và đầy tự hào cùng tham gia sân chơi tiếng Anh với thanh thiếu nhi tại huyện Củ Chi. Tiếp đó, các trại sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc như chơi các trò chơi tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Biệt Đồng Sài Gòn Gia Định, tìm hiểu lịch sử tại Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt và thưởng thức nghệ thuật hát bội, tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nghệ thuật múa rối nước tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Trong những ngày tới tại thành phố Đà Nẵng, từ 28 đến 31 tháng 7, các trại sinh được đi dạo bờ Tây Sông Hàn và ngắm cầu rồng phun lửa vào buổi tối, tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa, làng đá Mỹ Nghệ, Bảo tàng Đà Nẵng. Các bạn trẻ cũng sẽ có hoạt động thiện nguyện thăm và giao lưu với trẻ em chất độc da cam, trẻ cơ nhở tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh. Bên cạnh đó, các trại sinh có một ngày đi thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thăm và giao lưu với sinh viên trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, tham quan Chùa Linh Ấn, bán đảo Sơn Trà, và dự lễ bế mạc trại hè với các hoạt động giao lưu cùng thanh niên thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, hơn 3.000 vận động viên, trong đó có các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đã cùng chạy bộ và băng qua nhiều di tích lịch sử, địa điểm văn hóa, chiêm ngưỡng bình minh trên cung đường biển đẹp nhất của tỉnh Quảng Bình. Ngày 28 tháng 7, tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức tổng kết trao thưởng cho vận động viên có thành tích xuất sắc tại giải Marathon Quốc tế Quảng Bình. Giải chạy Quảng Bình International Marathon 2024 thu hút trên 3.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình 1604-2024, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi 15 tháng 7 năm 1949, 15 tháng 7 năm 2024 và 35 năm ngày tái lập tỉnh ngày 1 tháng 7 năm 1989 và ngày 1 tháng 7 năm 2024 với hơn 3.000 vận động viên tham gia. Quảng Bình International Marathon 2024 là giải chạy có số lượng vận động viên đăng ký tham gia lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình. Trong đó, gần 30% là vận động viên người Quảng Bình, 70% là vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Đặc biệt, giải còn có sự góp mặt của 70 vận động viên nước ngoài, đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan. Có 25 đội đến từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đăng ký cạnh tranh ở giải đồng đội như Thái Bình Runners, Việt Marathoners, Huế Runners. Giải diễn ra với 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Hàng nghìn vận động viên tham gia giải chạy đã có nhiều kinh nghiệm đáng nhớ khi chạy dọc bờ biển tuyệt đẹp kết hợp với khám phá cảnh quan thiên nhiên các điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như Quảng Trường, Hồ Chí Minh, Tượng Đài, Mẹ Suốt, Quảng Bình, Quang, Thành Cổ, Đồng Hới, Nhà Thờ, Tam Tòa, Sông, Nhật Lệ. Đây còn là cơ hội để các vận động viên cùng gia đình và bạn bè trải nghiệm xu hướng du lịch thể thao Sport Tourist, cũng như tận hưởng các ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Bình. Kết thúc giải, gần 100 vận động viên có thành tích xuất sắc đã được ban tổ chức trao các giải thưởng ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đặc biệt, ban tổ chức đã trao giải đồng đội cho các câu lạc bộ xuất sắc, trong đó giải nhất, giải nhì ba đồng đội lần lượt thuộc về Đà Nẵng, Runner Anta, Hà Tĩnh, Rinna 1, Quảng Bình, Rinna 1.